Nhân đã từng dạy: thiên hữu tử thời xuân tài thù, nhân sanh bách hành hiểu vi tiên. Hiểu là đứng đầu trăm hành tốt, hiểu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiểu cảm đến đất vàng vực xanh tươi, hiểu cảm đến người muôn phúc lành đều đến. Phần làm con cháu đối với tổ tông ông bà cha mẹ, ai cũng muốn bảo đáp thân ân cao dày, muốn làm tròn chữ hiếu. Nhưng trong cuộc sống hiện hữu khó được mấy ai. Hôm nay quê hương đang tổ chức đại lễ khánh thành nhà thờ của phái nhất Phạm Trọng Chi Năm. Tất cả quý vị quan khách, khách quý, tình nghĩa thông gia, bà con nội ngoại, lưng lý xóm giềng gần xa đang tề tựu, kể cả những người trong nước và hải ngoại đang hiện diện để cầu nguyện cho cái buổi lễ được thành tựu viên mãn. Mở đầu trong cái phần lễ hôm nay, lễ hứng tác là báo cáo về hồn thiêng sông núi, thần hoàng bộ cảnh, chư vị thiện thần để cầu nguyện cho đại lễ được thành tựu viên mãn. Để cho người sống chú tức những ân tình đối với người đã khuất, phụng thỉnh chư vị cựu huyền thất tổ báo cáo về hồn thiêng sông núi, anh hùng liệt sĩ, tử sĩ, triều thần chư hương linh, cựu huyền thất tổ, bác chủ cô bà, anh em con cháu, thân ruột trong bộ phái, bộ tộc, quan giảng, chứng minh cho lòng thành của toàn thể những người còn hiện hữu trên thế gian, nhớ về công ơn của bao bậc tiền nhân đã tạo tác giang sơn gấm vóc, tác tạo cho thế hệ hôm nay và mai sau hoàn thành mọi điều hiếu thảo đối với tiên tổ. Đây là một nghi lễ truyền thống của dân tộc kết hợp với nho giáo, bao gồm triết lý nhân sinh để cho con người nêu cao tinh thần, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Hôm nay đại lễ khánh thành từ đường của phái nhất Phạm Trọng Chí Năm, toàn thể chúng ta đang long trọng để chứng kiến lễ hưng tác trong buổi chiều hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cháu của gia tộc Phạm Trọng ở làng Cái Sung. Chúng tôi về đây để tham dự cái buổi đại lễ khánh thành của nhất phái Phạm Trọng Mộ Chi được tổ chức tại làng Cái Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Là một người con cháu của Phạm Trọng, chúng tôi rất là hân hạnh, sung sướng và vui mừng được tham dự một cái ngày có thể nói là trọng đại nhất trong cái lịch sử của nhất phái Phạm Trọng Mộ Chi ở Cái Sung. Cách đây 40 năm chúng tôi đã rời làng Cái Sung để định cư tại Hoa Kỳ, và 40 năm sau chúng tôi trở lại để tham dự một cái buổi đại lễ khánh thành lớn như hôm nay, thì cá nhân tôi rất là cảm động, rất là vui sướng, bởi vì đây không những là một cái ngày lễ lớn cho chúng tôi, mà là còn một cái ngày có thể nói rằng là lễ lớn chưa hề có của phái Phạm Trọng. Rất là vui sướng được có mặt hôm nay và chúc cho cái đại lễ khánh thành của nhất phái Phạm Trọng Mộ Chi được thành công rực rỡ. Chiều nay toàn thể bộ phái Phạm Trọng và Chi Năm đang chuẩn bị lễ cúng thí thực cô hồn văn tế thập loài cô hồn Nguyệt Du đại thi hào dân tộc đại diệt tả đường bạch dương bóng chiều mát mát dặm đường lê lác đác mưa xa lòng nào lòng chẳng thiết tha cõi dương còn thế uống là cõi âm nói chi đang phượt thì hùng tưởng như thất thế vần cùng mà đau bồng phục đâu lò bay mỏi lờ khôn đem mình làm nửa thức phu thiếu tình thương nặng oán thù máu tuôn lai lãng xương phơi rạ rời đoàn ngô tử lạc loài nhéo nhóc quỷ không đầu vang khóc đêm mưa chẳng hay thành bại là cơ mà u hồn đến bao giờ cho tan thương thay thập loài chúng sanh phát đơn hồn chiếc linh đinh quê người hương khói đã không nơi nương tựa phần mồ côi lừng lửa đêm đêm nói chi ai khả ai hèn biết chi ai nói ai hiền ai ngu với tấm lòng thành của toàn thể bổn phái nhất Phạm Trọng Chi Năm tại làng văn hóa Kể Sung. Hôm nay con cháu ở trong nước ở hải ngoại đang tề tiểu dưới mái ấm từ đường trong ngày đại lễ khánh thành, và chiều nay là lễ trực tế cô hồn để cầu nguyện cho những người ở bên kia thế giới được siêu sanh thoát khóa mà đi ra một con đường sáng sủa không làm kiếp kiếp của mình.
Tôi đứng trước ngôi tư đường của phái và chúng tôi rất sung sướng đã thấy được cái ngôi tư đường mà hình thành như ngày hôm nay. Tất cả con cháu của trong nước cũng như là ngoài nước đã đóng góp công sức và tận tài để xây dựng lên cái ngôi tư đường này, những cá nhân của tôi và cùng tất cả con cháu của phái Phạm Trọng của làng Chế Sông rất sung sướng là được nhìn thấy cái ngôi tư đường hoàn thành mỹ mãn. Tất cả con cháu họ Phạm trong nước cũng như ngoài nước tập trung về hôm nay, chúng tôi rất là sung sướng mà thấy được một cái sự đoàn kết của một cái đài gia đình của phái Phạm Trọng làng Chế Sông để tất cả bà con nội ngoại và quý vị đại diện cho chính quyền, quý vị 26 hội đồng tiêu biểu của làng Chế Sông cũng về đây tham dự cái đại lễ khánh thành và nhân dịp năm mới 2019 để xin kính chúc cho tất cả quý vị quan khách, quý vị bà con nội ngoại là một năm mới an khang và thịnh vượng. Thầy Phạm Thảo Thầy Công Nguyên Nhân Nhân Đức Liệt
Ngưỡng lại anh linh tiêng tổ. Kính thưa ban tổ chức của đại lễ khánh thành cùng với toàn thể con cháu suốt trong ngày 25 tháng 11 năm Mậu Tuất, với tấm lòng thành hiếu hạnh của con cháu để nhớ về công sinh thành dưỡng dục tạo tác của tổ tiên, để hôm nay con cháu ở trong nước và hải ngoại có được cuộc sống bình an hạnh phúc. Người xưa nói rằng: làm người gốc có từ đâu? Trước sinh tiên tổ, ông bà, cha mẹ sao mới có mình? Chính quý vị đã tưởng nhớ đến cái công ơn cao dài ấy, hôm nay con cháu suốt gần một năm qua đã xây dựng đến ngôi tử đường. Đúng vào lúc 5 giờ chúng ta đang tiến hành lễ chánh tế. Chánh có nghĩa là chính, chính thức, tế có nghĩa là dân cúng, một cái lễ long trọng. Để cho quý vị quá khách cũng như tất cả bà con nội ngoài xa gần chứng kiến được cái tấm lòng thành của con cháu đối với cựu huyền thất tổ, thất thể phù mẫu, tự thân phù mẫu hiện tiền đang hiện diện trong cái ngôi tử đường linh thiêng hoành tráng, và bằng tất cả tấm lòng của con cháu ở muôn nơi trong nước hải ngoại đứng dậy xây tại nơi đây mảnh đất của làng văn hóa Kề Sông, để cho con cháu biết được rằng luôn luôn tưởng nhớ về cội nguồn, nơi đây là cái nơi để cho con cháu đi xa, ở gần, ở hải ngoại, ở trong nước, mỗi lần trở về quê hương
của làng Văn Hóa Kề Sông đều đến đây để thắp một nén tâm nhang và dâng lên anh linh tiên tổ của con cháu Phá Trạch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thưa quý vị, dòng họ Hoàng Tùng từ xuất phát từ thời chủ nghĩa Hoàng